ám ảnh tuổi già là nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với con người trong xã hội đương đại, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Có một thực tế là tâm lý người già rất sợ cô độc và neo đơn. Cô đơn không hẳn là do không có người thân hay là do hoàn cảnh neo đơn, mà là do những yếu tố rất đặc thù khiến cho người già phải rút lui vào thế giới riêng của mình. Ở thế giới đó, họ phải chiến đấu với mọi thứ khó khăn như tâm trạng chán nản bi quan, nỗi buồn quạnh hiu, bệnh tật triền miên, sự xa cách với con cái, sự thiếu thốn về vật chất. Nhưng với tâm lý thường thấy của các bậc làm cha làm mẹ ở nước ta là thương con và lo cho con suốt cuộc đời, nên nhiều người không phàn nàn và sẵn sàng chấp nhận sự cô đơn một mình để đổi lấy hạnh phúc của con cái. Bởi vậy, không phải cô đơn, dưới đây mới là ba nỗi ám ảnh lớn nhất với tuổi già. Quý vị cùng nghe nhé. Đầu tiên là sợ cuộc sống của con cái không tốt, nhưng bản thân cũng không giúp được gì. Ngay từ khi mới sinh ra con, bao quanh cha mẹ là hàng nghìn nỗi lo cho con cái. Lo con ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Lo cho con ra đường nguy hiểm, lo con bị người xấu lợi dụng. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ là người toàn năng. Cơm nước nấu sẵn, mùa đông thì cần phải mặc quần áo ấm, đến kỳ thì phải đóng tiền học. Họ sẽ làm mọi điều để cho con có cuộc sống tốt nhất. Cha mẹ cho bạn tất cả tình yêu của họ, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy đủ. Tuy nhiên, khi cha mẹ đã già yếu, thực sự không có cách nào để giúp bạn, họ chỉ có thể lo lắng và thường xuyên hỏi thăm tình hình của bạn. Đôi khi họ cảm thấy bất lực khi biết khó khăn của con cái, nhưng lại không thể làm gì được. Khi con cái sống không tốt, trải qua những tháng ngày khó khăn vất vả trong đời, người đau đớn và lo lắng nhất không ai khác chính là cha mẹ. Có đôi khi họ hàng bạn bè cười nhạo, gây khó dễ cho bạn, duy chỉ có cha mẹ là yêu thương con cái vô điều kiện. Thấy con vấp ngã, tổn thương và thất bại, nhưng không thể giúp đỡ, đó là điều cha mẹ lo lắng nhất khi về già. Thứ hai, sợ bản thân ốm đau trở thành gánh nặng cho con cái. Nếu một ngày bạn nhận được tin bố mẹ ốm, thường là khi bệnh tình đã trở rất nặng. Không phải họ thường không mắc bệnh vặt, mà bởi vì nếu đó là bệnh nhẹ, họ sẽ không nói cho bạn biết. Khi cha mẹ già yếu, bệnh tật ập đến, hầu hết họ đều có tâm lý một mình chịu đựng, tự chăm sóc lẫn nhau mà không để cho con cái lo lắng. Đừng làm phiền con cái. Đây là tâm lý chung của các bậc làm cha làm mẹ, nhất là khi về già. Đôi khi họ chỉ muốn ở một mình, cũng không chuyển tới thành phố sống với con cái, chính là vì sợ con phiền phức, sợ con bị ảnh hưởng. Nỗi sợ này thực chất là tình yêu thương vô bờ bến cha mẹ dành cho con cái. Ngày nay có rất nhiều bậc cha mẹ đã chủ động chuẩn bị tuổi già cho mình cả về sức khỏe và vật chất để không trở thành gánh nặng cho con cái. Khi còn khỏe mạnh, họ chọn ở riêng, tự chăm sóc lẫn nhau, không phiền đến con cháu. Khi già hơn, sức khỏe yếu, họ chọn ở viện dưỡng lão. Bởi họ quan niệm rằng con cái có cuộc đời của chúng, cha mẹ chọn sinh chúng ra để sống, chứ không phải là để gánh vác tuổi già của cha mẹ. Thứ ba là sợ ăn nói không cẩn thận trước mặt con cái. Ngày còn bé, trong lòng mỗi chúng ta, cha mẹ là cả bầu trời. Mẹ là người biết tất cả mọi điều trên thế giới, còn cha là người quyền lực nhất trên đời. Cha mẹ như hai ngọn núi bảo vệ sự bình an mãi mãi của con cái. Nhưng không biết từ khi nào, ở trước mặt con cái, hai ngọn núi ấy không còn vĩ đại, mà trở nên dè dặt, ít nói, có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không dám hỏi, có nhiều chuyện muốn nói nhưng không dám nói. Ngày còn bé, khi các con không làm bài tập, cha mẹ liền lớn tiếng quát mắng thúc giục. Nhưng bây giờ thì ngược lại, khi cha mẹ cứ hỏi đi hỏi lại một chuyện nhỏ, con cái đều mất kiên nhẫn mà lên tiếng nạt nộ lại cha mẹ. Về sau, cha mẹ không còn hỏi chuyện con cái được nữa, và họ dần dần trở nên im lặng và dè chừng trước mặt những đứa con của mình.
Có một phân đoạn nổi tiếng trong bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Người con trai sau khi kết hôn liền muốn cắt đứt quan hệ với người nhà. Anh ta nói rằng tất cả thành quả ngày hôm nay đều do một mình tôi cố gắng vất vả làm nên. Cái nhà này không giúp đỡ được gì cho tôi cả. Người con trai này là một bác sĩ. Vì thấy nhiều người dù có năng lực kém hơn mình nhưng nhờ có bố mẹ hậu thuẫn nên được thăng tiến nhanh chóng. Trong khi cha anh ta chỉ là một người bán mì, không thể giúp đỡ gì cho con cái. Vì vậy, anh này luôn trách móc cha mẹ chỉ biết hỏi anh ta đói không mà không thể giúp gì cho sự nghiệp của anh này. Sau khi nghe những lời trách móc của con trai, người cha thấy áy náy đến nỗi khóc không thành tiếng, cúi mái đầu bạc trắng xin lỗi vì đã để cho con trai tủi thân. Thay vì mắng con trai bất hiếu, người cha lại cảm thấy áy náy vì sự bất lực của bản thân. Tình cảnh này thật khiến người khác xót xa. Sự thực là khi bạn thấy cha mẹ phải cẩn thận khi nói chuyện trước mặt bạn, nghĩa là họ thực sự đã già. Người lớn tuổi có thể nói nhiều hơn, vừa nói xong đã quên, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần một điều gì đó, khiến cho chúng ta đôi khi thấy phiền. Khi bạn lớn tiếng trách móc cha mẹ, họ sẽ rất buồn, nhưng sẽ không nói ra mà chỉ âm thầm tủi thân và rơi lệ. Cha mẹ già rồi cũng giống như là một đứa trẻ. Họ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt bạn giận dỗi. Khi bạn cười, họ cười. Nếu bạn giữ khuôn mặt căng thẳng, họ cũng cảm thấy khó chịu. Điều đáng ngạc nhiên là chúng ta càng trưởng thành thì càng học được cách vui vẻ sởi lời với người ngoài, nhưng lại cư xử cáu kỉnh khó chịu khi về nhà. Cho nên cuộc sống dù có vất vả đến đâu cũng đừng đổ lỗi cho cha mẹ, đừng trách họ cho mình quá ít. Trong hàng trăm điều thiện, chữ hiếu đứng hàng đầu, đừng bao giờ oán trách người đã sinh ra mình, mà hãy đối xử dịu dàng với họ. Hãy lắng nghe tâm sự của bà mẹ sau đây nhé. Con à, ai rồi cũng sẽ già đi, không chỉ nhan sắc mà trí tuệ cũng sẽ bị mài mòn theo năm tháng. Tuổi cao, mẹ sẽ thường nói nhảm. Con đừng vì vậy mà ghét bỏ mẹ nhé. Tuổi cao, chân tay mẹ thường run rẩy, tác phong cũng trở nên chậm chạp, khó tránh khỏi việc làm rơi vỡ đồ. Xin con đừng vì vậy mà nổi nóng với mẹ. Tuổi cao, trí nhớ của mẹ ngày một kém, lúc nhớ lúc quên, có những chuyện khó lòng hiểu được. Xin con đừng vì vậy mà ghét bỏ mẹ. Ngày nhỏ, khi con còn tập nói, mẹ vẫn luôn kiên nhẫn với con từng từ. Ngày nhỏ khi con tập đi, mẹ đã từng kiên nhẫn dìu dắt con từng bước. Ngày nhỏ, những lúc con làm rớt cơm trên áo, hỏi mẹ những điều ngây ngô, mẹ vẫn luôn kiên nhẫn ở bên bảo vệ và dạy dỗ con. Về già, mẹ chẳng mong gì hơn, chỉ mong con hãy kiên nhẫn nói chuyện và ở bên mẹ lâu hơn một chút. Khi cha mẹ già đi, dường như mọi lời nói của con cái đều có sức nặng vô cùng. Nếu con cái cứ lặp lại những câu đại loại như mẹ yếu rồi, ba yếu rồi, thôi ba vào nhà đi đừng làm nữa, sẽ khiến cho cha mẹ cảm thấy mình là người vô dụng, chỉ làm vướng chân các con. Đó chính là điều ám ảnh tuổi già của cha mẹ. Già đi là một hành trình, con cái chúng ta phải làm cùng với cha mẹ mình. Hãy kiên nhẫn với cha mẹ một chút, cùng khuyến khích cha mẹ học hỏi những điều mới lạ trong nhịp sống ngày càng hiện đại này. Hãy để cha mẹ hiểu, già đi là bình thường và là một niềm hạnh phúc. Vì còn có con cái ở bên, vậy nên để những điều trên đây không còn là nỗi ám ảnh lớn nhất của cha mẹ khi về già. Những người làm con nên nhớ. Thứ nhất, hãy để cha mẹ thấy họ vẫn còn có ích. Khi già đi, điều cha mẹ chúng ta sợ nhất không phải là sự cô đơn, mà là sợ bản thân trở nên vô dụng. Không giúp được gì cho con, cho cháu. Vậy nên, thi thoảng hãy nhờ cha mẹ làm giúp mình một việc gì đó nho nhỏ, nhưng đừng để cha mẹ phải tốn tiền hay phải làm bảo mẫu cho trẻ. Mãi để cho cha mẹ cảm thấy bản thân thực sự vẫn còn giá trị. Thứ hai là cố gắng ở bên cha mẹ thật nhiều nhé. Một cuộc khảo sát đã công bố rằng
Khi được hỏi chuyện cha mẹ lo lắng nhất mỗi dịp nghỉ lễ là gì, thì câu trả lời đầu tiên chính là cha mẹ sợ con cái không thể về ăn Tết. Còn khi được hỏi về câu trả lời mà cha mẹ sợ ngay nhất, câu trả lời đầu tiên chính là con không về được. Hai câu hỏi, nhưng câu trả lời đều chung một đáp án. Đối với cha mẹ, món quà tuyệt vời nhất không phải là tiền bạc vật chất, mà là chính sự có mặt của con cái. Vậy nên, hãy về nhà thăm cha mẹ bất cứ khi nào có thể và gọi điện thường xuyên để cha mẹ luôn cảm thấy vui vẻ. Thứ ba là hãy sống thật tốt. Có một câu nói nổi tiếng là tình yêu lớn nhất với người thân chính là hãy sống tốt cuộc sống của mình và đừng gây rắc rối khiến người thân lo lắng. Trên thực tế, mọi quyết định của chúng ta đều khiến cha mẹ quan tâm. Vậy nên, cách thể hiện tình yêu tốt nhất với cha mẹ là hãy sống thật tốt và đừng làm cho cha mẹ lo lắng vì mình. Thứ tư là đừng nóng giận trước mặt cha mẹ. Con biết rồi, đừng nói nữa. Chuyện này mẹ đừng can thiệp vào. Nói mãi rồi mà mẹ vẫn chưa hiểu, mẹ đừng hỏi nữa. Khi ở bên cha mẹ, hãy vui vẻ, đừng nóng giận và đừng để cha mẹ trở nên dè chừng trước mặt chúng ta. Vì vậy, xin đừng nói cha mẹ dài dòng, đừng than rằng cha mẹ không hiểu gì, đừng trách cha mẹ chậm chạp nhớ nhớ quên quên. Bởi những gì tốt nhất cha mẹ đều đã cho con cái cả rồi. Quý vị thân mến, tuổi già là một cỗ máy không thể ngăn cản, mọi người đều già đi. Thế hệ này sang thế hệ khác nối tiếp nhau không ngừng. Cha mẹ già là tấm gương phản chiếu chính bạn trong tương lai đấy. Cách bạn đối xử với cha mẹ bây giờ cũng chính là cách mà con cái sẽ đối xử với bạn sau này. Khi thấy con cái tiến về phía trước không có chỗ dựa, cha mẹ già không khỏi bận tâm. Bởi ai cũng từng trải qua giai đoạn năm tháng gió sương, họ luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Khi bạn thực sự hiểu những điều cha mẹ sợ hãi, ám ảnh nhất khi về già, bạn sẽ biết được công ơn của cha mẹ lớn đến nhường nào. Một ngày nào đó, bạn sẽ không còn được nghe thấy tiếng cha mẹ gọi bạn về nhà ăn cơm, cũng không nhận được cuộc gọi thăm hỏi nhắc nhở giữ sức khỏe từ cha mẹ nữa. Một ngày nào đó, bạn sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải tự dựa vào chính mình. Nếu cha mẹ còn thì cuộc đời vẫn còn điểm tựa. Nếu cha mẹ ra đi thì cuộc đời này sẽ không còn trốn quay về. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu cũng đừng làm khó cha mẹ. Dù bận rộn đến đâu cũng phải báo hiếu cho cha mẹ. Vì có một sự thật nghiệt ngã là chúng ta càng lớn càng trưởng thành thì thời gian cha mẹ còn ở bên ta ngày càng ngắn lại.